Xin kính chào bà con và quý khán giả. Rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam của Đài Phát Thanh Trừ Đồng Nai. Thưa bà con và quý khán giả, theo thói quen chúng ta sau khi dùng bữa cơm chính thì hay có một cái món tráng miệng và cái loại trái cây được dùng phổ biến nhất đó là chuối. Ở đây Kim Huê có một cái nải chuối xứ rất là đẹp, trái no tròn trông rất là bắt mắt. Và ngoài chuối xứ thì chúng ta còn dùng những loại chuối như là chuối chà hay là chuối già, chuối cau vân vân. Chuối nói chung loại nào cũng tốt cho sức khỏe. Và đối với đông y thì chuối còn được sử dụng để làm những cái gì nữa? Thì một lát nữa đây Lương Y Hoàng Duy Tân, vị khách mời quen thuộc của chương trình sẽ giải thích với chúng ta. Và Quy Mê còn nghe nói như thế này, chuối chúng ta dùng để tráng miệng đã tốt rồi, nhưng mà nếu buổi sáng chúng ta ăn hai trái chuối thì giúp cho cơ thể ngày hôm đó hoạt động rất là tốt và có một cái sức bền dẻo dai. Không biết điều này có đúng hay không, chúng ta sẽ đưa câu hỏi này cho Lương Y Hoàng Duy Tân giải thích giúp chúng ta nhé. Xin chào Lương Y Hoàng Duy Tân ạ. Như lúc đầu Kim Huê đã giới thiệu với lại bà con và quý khán giả, chuối thì rất tốt rồi và loại nào thì cũng tốt. Không biết là mỗi loại nó có cái đặc điểm gì riêng hay là có những cái loại khoáng chất sinh tố nào đặc biệt hơn hay không ạ? Thực ra thì nói là cái tốt của chuối á, là người ta nhấn mạnh đến cái glucose. Và chính cái glucose ở đó nó sẽ làm tăng cái năng lượng trong cơ thể của người ta, nó tạo thành các cái calorie. Thế thì chuối nói chung là chuối nào nó cũng, nếu nó khi nó có vị ngọt ngọt á thì nó đều có, và cái nạc của nó đều cung cấp rất nhiều glucid. Chính cái glucid này sẽ tăng cái nhiệt lượng cho cơ thể của người ta. Và người ta nhận thấy rằng trong số các loại trái cây, chuối là một trong số những cái loại mà cung cấp năng lượng cao nhất. Lý Hoàng Duy Tân, thường những cái chuối này để người ta dùng để tráng miệng, dùng để ăn thôi. Còn cái chuối hột á là không ăn được bởi vì nó quá nhiều hột, mà dùng để làm thuốc thôi, có đúng không ạ? Thì tác dụng của chuối hột nó có hai cái tác dụng mà quý vị cần lưu ý. Tác dụng thứ nhất là tác dụng chữa đau lưng. Có những người mà vì công việc lao động nặng cứ phải đau lưng, thì người ta dùng cái quả chuối hột này có hai cách. Một là quý vị rang nó lên, sau khi mà chúng ta lấy nguyên quả chuối này chỉ cần chặt băm 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 nhỏ ra rồi rang sơ lên hoặc là phơi khô, miễn là làm sao cho nó khô để chúng ta có thể để được lâu. Thì mỗi một lần như vậy thì chúng ta dùng khoảng chừng 20 gram cho vào trong nồi rồi đun sôi nó lên một chút, lấy cái nước đó uống thì nó vừa có tác dụng nó chữa được cái đau lưng, vừa bổ được cái thận cho những bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là những người mà bị sạn thận vì cái dân gian thì nhìn thấy như thế này, có những người bị sạn thận rồi sau đó bị đau lưng, và có những người mà người ta thấy được rằng sau khi uống cái này vừa hết sạn thận lại vừa hết đau lưng. Thì cái chữa đau lưng mà do sạn thận đó, nó khác với cái đau lưng của do cái lao động. Thì trong trường hợp này thì quý vị nếu mà do bị sạn thận đó, thì sau khi mà chúng ta đi xét nghiệm này kia hoặc là siêu âm mà thấy rõ ràng có sạn rồi đó, thì chúng ta có thể dùng cái quả chuối hột này chúng ta băm 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 ra rồi lấy ngay đó nấu nước để uống. Nhưng quý vị lựa cái quả nó đừng có xanh quá, nếu xanh quá thì nó chát, khó uống thôi chứ không có gì cả. Nó chát nó làm cho chúng ta khó chịu, cồn cào cái bụng. Còn chúng ta có thể dùng cái quả vừa chín chín tới đó thì nó cái hoạt chất của nó trong nó cao. Thì theo kinh nghiệm chúng tôi thấy như thế này, những người bị sạn thận đó, sử dụng khoảng chừng 20 ngày, sau đó khi chúng ta đi thử nghiệm xét nghiệm lại cái lượng nước tiểu thì thấy rõ ràng là những cái oxalat canxi đó, những người mà bị sạn do những oxalat canxi do ăn nhiều những cái chất tôm cua sọc hết rồi thì thấy rõ ràng là bớt, nó giảm hẳn đi, nhiều khi cái viên sỏi nó nhỏ lại, và khi cái viên sỏi nhỏ lại rồi đó thì quý vị kết hợp uống thêm một số những cái thuốc để cho nó lợi tiểu, chẳng hạn như là rễ cỏ chanh, rau bắp và mã đề để nó tống cái viên sạn nó ra luôn, thì nó sẽ giải quyết được rất là tốt, là ra hết. Và khi nó ra như vậy đó thì nó cũng hết đau lưng. Như vậy là cái chuối hột, cái chủ trị chủ yếu của nó là sạn thận và đau lưng. Và cái chuối hột á thì thấy người ta còn ngâm rượu nữa, không biết rượu có tác dụng gì không ạ? Ngâm rượu á là để dành cho những cái vị mà lao động nặng. Tôi thấy mấy ông lái xe ôm á, họ sử dụng rất nhiều, tại vì những vị lái xe ôm nhiều khi phải đi đường dài, lao lưng.
Thì ở đây chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân tới đây và khai đau như vậy đó. Nhưng cái hay của cái rượu là gì? Là nó dẫn được thuốc. Thì những vị đó đó nói rằng cái tối tối em về em làm một ly vậy. À, ngâm sẵn ví dụ như cái một ký cái chuối hột này thì ngâm với lại khoảng 2 lít rượu để trong vòng 10 ngày. Còn nếu mà quý vị nào muốn dùng ngay đó thì chúng ta làm bằng cách như thế này. Lấy cái chuối hột đó băm nó ra, xong rồi cho vào một chút nước, đun sôi nó lên. Đun sôi lên xong rồi sau đó để cả nước cả cái đó cho vào trong bình. Rồi sau đó chêm rượu vào thì uống được ngay. Đó là nếu mà cần mà uống ngay thì làm cách đó. Còn nếu không thì quý vị ngâm khoảng 10 ngày sau, nó các cái hoạt chất ở trong cái chuối này nó thấm ra rượu rồi đó thì uống. Thì có những bệnh nhân nói tôi như thế này: cái chất rượu khi mà uống vào đó, thì em vừa uống vào tới đâu là người em nó ấm lên tới đấy. Rồi nó chạy vào ngang cái vùng thận này, tại vì cái thuốc nó dẫn vào ngang vùng thận này làm đỡ đau lưng này. Và ngủ qua một đêm sáng dậy bắt đầu tiếp tục con ngựa sắt chạy tiếp được. Nhưng mà tất nhiên là uống một cái liều lượng nó vừa phải thôi, đúng không ạ? Một cái ly nhỏ nhỏ. Tất nhiên là một ly khoảng chừng 20ml thôi. Còn nếu mà người nào mà uống kém hơn đó thì 10ml. Có những người tôi thấy họ không uống được rượu nữa thì họ cũng lấy 10ml nhưng mà cho thêm 20ml nước nữa để cho nó loãng ra để uống được thì vẫn có kết quả. Tất nhiên rượu thì nó có hai mặt. Tác dụng tích cực là nếu như chúng ta uống một cái lượng vừa phải và ngâm đúng cái bài thuốc của nó. Còn nếu như chúng ta lạm dụng rượu, nhất là mấy cái ông nhậu hay lạm dụng mà rượu chuối hột rồi cứ uống hết xị này sang xị khác thì nó không có tác dụng mà nó còn có hại thêm cho sức khỏe nữa. Thưa bà con và quý khán giả, chuối như chúng ta cũng đã biết là một cái loại trái cây rất là thông dụng, phổ biến và có nhiều cái lợi ích đối với sức khỏe chúng ta. Và qua cái chương trình này thì bà con và quý khán giả còn biết thêm chuối nó tăng cường sức khỏe cho cơ thể, tăng năng lượng để chúng ta làm việc dẻo dai hơn. Và cái chuối hột thì có tác dụng là chữa sạn thận, chữa đau lưng nếu như chúng ta áp dụng đúng cái bài thuốc, đúng phương cách và dùng đúng cái liều lượng như Lương Y Hoàng Duy Tân vừa hướng dẫn chúng ta thì nó sẽ có cái tác dụng tích cực hơn. Đến đây thì chương trình sẽ nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong những chương trình sau.